Bỏ rơi vợ đang ung thư để cặp kè bản thân của vợ vì tỷ phú gặp quả báo bi đát đến tận lúc chết vẫn phải đối mặt với sự trừng phạt. Được biết hành vi ly hôn với người vợ đang ung thư nặng đề để đến với cô nhân tình bên ngoài đã khiến con cái của Trần Siêu Mẫn rất phẫn nộ. Với hôn nhân, ai chẳng muốn người đàn ông của mình trung thủy. Thế nhưng, thực tế cuộc sống lại có quá nhiều người tham lam, có vợ vẫn chân đạp hai thuyền tìm kiếm người phụ nữ khác. Trần Diệu Mẫn là một tỷ phú nổi tiếng Hồng Kông. Họ Trần từng được gọi bằng biệt danh là người đàn ông đầu bạc và có cuộc sống vô cùng xa xỉ, giàu có. Trần Diệu Mẫn trải qua hai cuộc hôn nhân, vợ cả họ Chu và vợ hai là người mẫu trung bích. Trung Bích là một siêu mẫu Hồng Kông trong những năm 1970-1980, bà nổi tiếng với vẻ đẹp sắc sảo và nóng bỏng. Trước khi đến với Trung Bích, Trần Diệu Mẫn đã có gia đình. Tuy nhiên, gặp người đẹp vì doanh nhân đào hoa này quyết định bảo vợ để cưới Trung Bích vào cửa. Cuộc sống Trung Bích tại nhà họ Diệu ban đầu vô cùng hạnh phúc và sung túc. Trần Diệu Mẫn kinh doanh thành đạt, Trung Bích cũng vì thế mà được sống trong nhung lụa. Thế nhưng, bản chất họ Trần vẫn là một người trang hoa, ông từng dám bỏ vợ để cưới Trung Bích thì chẳng có lý do gì, hành trình của người đàn ông này sừng là hết. Năm 1985, Trung Bích phát hiện mắc bệnh ung thư, Trần Diệu Mẫn bắt đầu bỏ bê người vợ này và tìm kiếm niềm vui khác bên ngoài, khi đó Trương Tiểu Huệ xuất hiện trong cuộc đời của tỷ phú họ Trần. Trương Tiểu Huệ sinh năm 1963 trong một gia đình vô cùng giàu có, bà từng là diễn viên cấp 3 Hồng Kông. Theo đó, đến năm 1995, Trương Tiểu Huệ gặp Trần Diệu Mẫn. Lúc ấy bà đang có chồng là Trung Trấn Đào. Tuy vậy, công việc làm ăn của Trung Trấn Đào không được thuận lợi, Trương Tiểu Huệ lại nổi tiếng tiêu xài, ăn chơi trác táng, nên bà cặp kè với Trần Diệu Mẫn. Cặp đôi công khai xuất hiện với nhau khắp nơi. Khi ấy Trần Tiểu Mẫn còn bò sơ cả người vợ đang mắc bệnh ung thư, khiến Trung Bích càng thêm suy sụp, bệnh tình ngày càng nặng nề hơn. Trong một lần phỏng vấn Trung Bích tiết lộ rằng, Trần Diều Mẫn đã cắt mảnh vào đầu mình rồi mắng mỏ, người không ra người ma không ra ma, những hành động đó của chồng khiến bà Bàng Hoàng không thể tin nổi. Cái chính của toàn bộ vấn đề này nằm ở việc Trương Tiểu Huệ là bản thân của Trung Bích. Tất cả những điều này Trung Bích phanh phui ra bên ngoài, bản thân với nhau nhưng cuối cùng Trương Tiểu Huệ lại cướp chồng bản, dù bản thân vẫn đang có gia đình. Đến năm 1996, Trung trấn đào vì chiều lòng vợ mà quyết định phải tiền mua 6 căn biệt thự. Họ chung ký giấy tờ, Trần Diêu Mẫn chịu trách nhiệm bảo lãnh. Thật không may cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997 đã khiến Trung Trấn Đào mất đi tất cả, phá sản và còn nợ đến 250 triệu đô la Hồng Kông. Trần Diệu Mẫn với vai trò bảo lãnh cũng phải bỏ của trái lấy người. Đây chính là bước đầu tiên trong hành trình trượt dài của vị tỷ phú này. Sau năm 1998, Trần Siêu Mẫn và Trung Bích chính thức ly hôn. Cùng năm đó, Trương Tiểu Huệ cũng đừng ai nấy đi với người chồng Chung Trấn Đào của mình. Họ chung thật sự chẳng còn chút giá trị nào với Tiểu Huệ nữa nên bà muốn thoát đi càng sớm càng tốt. Chẳng bao lâu sau, Trung Bích cũng qua đời vì bệnh tật hành hạ. Được biết hành vi ly hôn với người vợ đang ung thư Nàng nề để đến với cô nhân tình bên ngoài đã khiến con cái của Trần Siêu Mẫn rất phẫn nộ. Đến sau này, cô con gái lớn của ông vẫn nhất quyết lên án bố mình và tuyên bố thẳng thừng, Trương Tiểu Huệ đã phá nát gia đình tôi. Sau khi đến với Trương Tiểu Huệ, con đường làm ăn của Trần Diệu Mẫn cũng chẳng mấy thuận lợi, thậm chí người ta phát hiện ra rằng dường như ông còn bạo lực gia đình với Trương Tiểu Huệ, sau liên tiếp những pha làm ăn thua lỗ. Đến năm 2002, vì tỷ phú tuyên bố phá sản, người tình trắng tay, Trương Tiểu Huệ cũng bỏ rơi ông để đi tìm niềm vui khác. Cuộc sống của Trần Siêu Mẫn rơi xuống từ vực từ lúc đó. Ông đã từng có tất cả, biệt thự, xe sang, tiền chất thành đống nhưng cuối cùng chẳng còn gì. Khi về già vì tỷ phú bị con gái quay lưng vì không hài lòng với quyết định năm xưa của cha, ông sống một cuộc đời âm thầm tại Thượng Hải và mất vào tháng 3 năm 2020. Dường như bốn người con của ông vẫn không tha thứ cho cha mình, chỉ có duy nhất một cô con gái và con trẻ đứng ra lo tang lễ cuộc đời của một vị tỷ phú phá sản đã kết thúc theo cách thức đáng buồn như thế đấy